Hello mọi người, bây giờ là Cát Thi là tới cái phần trộn bánh tráng trộn. Thì đây là cái bánh tráng của Cát Thi đã trộn trước qua dầu tỏi rồi. Thì bây giờ Cát Thi sẽ bỏ thêm cái phần đồ ăn. Đây là khô mực nè mọi người. Đây là khô mực mà Cát Thi trộn cho mọi người. Đây là khô gà mọi người. Đậu phộng, bò đen, bò đỏ. Rồi còn nước tắc, hột gà, trứng cút, xoài, rau răm, đũa. Và kèm theo bao ni lông ở ngoài nữa, là cái bao bì rất là đẹp. Đây phần nè, mọi người nhìn thấy hấp dẫn không? Còn một lát nữa con tem Cát Thi sẽ dán lên sau để phục vụ cho mọi người. Thì cái sự trở lại này á, là phục vụ cho mọi người để cho mọi người cảm giác ăn cho nó đã ga, phải ga. Cái còn hành phi nữa, nhưng mà hành phi bây giờ đang đi mua. Thì một lát nữa sẽ đem vô, bỏ chung vô cái này nữa mọi người. Hành phi nữa, tỏi phi, hành phi rất là đầy đủ và xơm ha mọi người ha. Đây là cái phần mà Cát Thi đang muốn quảng cáo cho mọi người biết. Rất là hấp dẫn đó, thấy chưa? Một phần như vậy nó rất là chấn động nè mọi người, nhìn nè. Mọi người nhớ ủng hộ cho em nha, cảm ơn mọi người đó. Em biết mọi người lúc nào cũng thường xuyên chia sẻ giùm cho em, để cho phục vụ cho mọi người. Mấy bữa nay chuẩn bị thì cũng gặp khó khăn nhiều thứ lắm á. Nó cũng có cái sự trục trặc là dưới sau mọi người. In tem mà nó in cái tem Diva Cát Thi bánh tráng trộn, nó quên chữ G. Bỏ luôn một cái lốc 10.000 tem mà Cát Thi chắc Cát Thi giữ cái tem mất cái chữ G đó Cát Thi, để dán qua bên mấy cái hũ kia. Rồi còn bánh tráng trộn này Cát Thi sẽ dán cái tem kia. Cái tem mà nó đúng chính tả mọi người. Đó. Bây giờ phải đổi lại, tốn một mớ nữa. Khổ lắm mọi người ơi. Nhưng mà thấy vui, cái cảm giác mình chuẩn bị hào hứng mình bán lại, cái mình hào hứng mình thấy vui vui mọi người. Ừ, có khán giả người ta rất là tội nghiệp nha. Hồi nãy là từ giờ 3-4 chiếc xe hơi. Đầu lại, ủa, Cát Thi có bán bánh tráng trộn không? Nói trời chị ơi, mai mới khai trương chị ơi. Thôi vậy mai chị ghé. Rồi sáng giờ có mấy chị mà đạp xe đạp điện á, cũng lại mua. Mà cũng đâu có bán được, tại vì chưa có khai trương, ngày mai mới khai trương. Ngày mai mới bắt đầu khai trương. Thì ngày mai mà quý vị có tha hồ lại đây ủng hộ giùm cho chúng em. Đó, phần bánh tráng trộn không có nhiêu tiền đâu. Mà mọi người được đến đây, em nói thật sự em sẽ cố hết sức để em làm khùng làm điên vui vẻ với mọi người. Chứ thật sự mà em nói thiệt mà ngày mai mà đến ngày mai khai trương là em cũng đuối lắm á. Nhưng mà thôi không sao đâu. Kệ, em thì máu nghệ thuật mà. Em đứng lên sân khấu mà em diễn mà vui á, đông đông á, hay là em thấy khán giả mà hào hứng là em có hứng em diễn à. Có khán giả đông đông là mình mới hào hứng mình diễn được. Cũng như khán giả ủng hộ mình á, tinh thần á, tự nhiên mình cũng muốn diễn cho khán giả coi. Ngày hôm qua nó làm 1.000 phần mà làm sai á mọi người, Cát Thi phải lấy 1.000 phần đó, Cát Thi phải làm lại từ đầu nữa. Trời ơi, nó mất cái sức của em vô cùng. Nhưng thôi kệ mọi người ơi, em Út nó mới vô làm nó không biết á, cái mình cũng phải hỗ trợ nó. Đối với Cát Thi á, Cát Thi cũng là người làm công chứ không phải Cát Thi là người chủ gì đâu. Cát Thi không suy nghĩ mình là chủ, Cát Thi cũng làm công cho khán giả. Thì còn mấy em làm công lại cho khán giả luôn. Thí dụ qua từng lớp khán giả rồi tới Cát Thi rồi tới mấy em, hỗ trợ nhau để cho ai cũng có miếng cơm. Cái đây là Cát Thi nói thiệt. Còn cái kiểu mà mọi người đừng thấy mà mình đầu tư như vậy có mình giàu không có đâu nha mọi người. Trời ơi, em cũng gặp chuyện ngày khó khăn lắm á, thiệt lắm, lúc còn nhiều cái sóng gió nữa. Nhưng mà thôi kệ đó mọi người, cái đó là cái cuộc đời mà. Mình vui vẻ mình sống lạc quan đi. Đến khi nào mà mình nằm xuống cái mình thấy mình vui vẻ là được rồi ha. Và một tốn một mớ tiền mặt bằng, rồi tốn thêm một cái mớ tiền mua nguyên liệu, rồi sắm sửa máy móc. Rồi kèm theo đó song song vào đó thì còn có nhiều cái vấn đề nó xảy ra nữa. Ôi nó đủ thứ hết mọi người ơi. Mọi người đừng có nghĩ là Con cho chú nói chuyện nè. Chú đang quay YouTube, con cho chú nói chuyện. Mấy con bé nó quậy quá. Đó. Rồi đi vô từ từ nha, coi chừng té nha mấy đứa. Đó mọi người. Hôm bữa đáng lẽ là ông chủ nhà này nè, ông nói là thôi bây giờ cho mướn ở dưới đây, dưới đất thôi. Cái còn ở trên á là để ông cho ở. Cái nó thôi bây giờ anh cho tụi em mướn hết luôn đi, tụi em ở. Chứ bây giờ nhiều khi nhân viên không có chỗ ở, tội nghiệp mấy đứa. Rồi nó ngủ nghe đâu. Không lẽ bây giờ nó cứ đi già nó xa, nó cứ đi vòng vòng tội nghiệp nó. Đó. Rồi nó mướn nhà cũng tội nghiệp nó nữa. Nhiều khi lương của mình á,
đưa cho nó. Nhiều khi mấy đứa mà nó biết tiết kiệm thì nó xài đủ, mấy đứa mà nó không tiết kiệm nó xài hớ qua tiền lương nó làm sao. Làm cái gì nó cũng khó khăn á, thiệt. Cái gì nó cũng có cái tiêu chí của nó hết, không có ai mà ngồi không mà hưởng của hưởng lộc hết trơn, ngoài trừ trúng số thôi. Khâu chuẩn bị đều là bằng gọi là sao tao, quá trình gia công nha mọi người. Quá trình làm bằng công là làm cái gì ta, người ta nói thủ công nha mọi người nha. Trời, nhiều khi em vốn quá em không biết, người thông cảm giùm em nghe. Nhiều cái từ ngữ mà em phải nói tới nói lui 2-3 lần tại vì em bị dốt, em không có gành mấy cái văn từ á, mọi người bỏ qua giùm em. Tại vì có rất là nhiều, ngày mai có cài Now, cài Food nữa, rồi cài app Now Food Rap, rồi Bimin nữa, Logistip nữa, đầy đủ hết. Mọi người search lên mạng là mọi người sẽ thấy bánh tráng trộn cắt thi rồi đủ thứ loại món ăn hết, trên đó topping đầy đủ. Bây giờ trong thời gian này là ngồi nói chuyện tâm sự thôi, chứ đợi mà đến khi mà vô vấn đề rồi nó ngồi làm miệt mài xuống khói là chỉ ghẹo giỡn thôi, chứ không có thời gian tâm sự đâu. Kệ mà, mọi người ai cũng muốn mình có điều kiện thì tất nhiên phải buông gánh bán bưng, phải phục vụ cho mọi người, kệ tình thương mến thương, vui vẻ, lạc quan lên, sống yêu đời lên. Thí dụ mọi người thấy vậy chứ mai mốt mọi người đụng ra cái em thấy mọi người coi YouTube cái mọi người làm giàu sao, mọi người lấy mấy cái kinh nghiệm này nè, thí dụ thất bại mọi người cũng học, và thành công mọi người cũng học, rồi mai mốt mọi người đem đi ra áp dụng mình buôn bán trên thị trường, cái mọi người thành công mọi người làm giàu sao, đúng không? Ví dụ ai coi YouTube này người ta lấy kinh nghiệm á, cái ta làm giàu sao, đúng không? Coi ai cũng được, miễn sao mình thấy cái người đó hay, người đó giỏi cái mình học thôi. Còn người đó dở mình né, giống như các thi dở mà mọi người né các em ra. Còn nếu mà em hay mọi người học, đó là vậy đó. Cái này là các thi cũng xin chia sẻ thiệt. Thực sự em cũng là một người ít ăn học, em cũng là người giống như là em được cái, em được cái mọi người thương em, mọi người thấy em, mọi người ủng hộ. Đợt dịch trước á, đợt dịch trước thì mọi người thấy em là một người ủng hộ cho em ha. Còn đợt dịch nãy, còn đợt này á là hết dịch rồi, một cuộc sống trở lại bình thường rồi thì em buôn bán theo cái phương diện bình thường, giống như là người ta nói á. Bữa nay buôn bán con ngày nắng ngày mưa vậy đó. Còn hồi đó thì mình còn thời, cũng như là còn cái kiểu là giống như là mọi người mới lần đầu tiên biết tới á, mọi người ủng hộ rất là nhiệt tình. Thì mọi người đến mọi người ủng hộ theo cái phương diện là trời ơi lạ quá, hiếu kỳ. Thì ngày nào mình cũng đông khách á, mình chắc chắn là ngày mai mình mở mắt vậy là mình rất là đông khách. Còn bây giờ thì mình hiểu được là mình là một con người là giống như là bây giờ ai cũng biết hết rồi, đại trà rồi. Cho nên bây giờ mình chỉ buôn bán theo cái phương diện là bình thường trở lại. Nhưng mà mình cũng không quên mình tương tác nha. Thí dụ mà trời thương thì bà con ủng hộ nhiều, bạn bè ủng hộ nhiều thì mình được bà con ủng hộ nhiều thì mình được nhiều. Cái lúc đó mình phát triển thêm nữa. Còn nếu mà mình được ít thì mình cũng sống lai rai rai qua ngày lấy lứt thôi. Chứ thật sự mọi người biết không, nói về vấn đề mà để làm giàu á thì thật sự nha, là cái đợt trước bà con ủng hộ nhiều quá thì mới có đủ kinh phí để em phát triển cuộc sống trong gia đình em nhiều hơn. Còn bây giờ nếu mà nói về vấn đề làm giàu thì em nghĩ là nó khó lắm mọi người. Thôi bây giờ mình cứ buôn bán bình thường, có cơm ăn cơm, có mắm ăn mắm, có máu quên lèo lưỡi á. Mấy bữa nay cũng có bà con cô chú anh chị khán giả đó nhắn tin cho các thi bên Lô Tô Hương Nam hỏi các thi ủ bán gì con nghỉ làm được không, không nghỉ đâu, các thi vẫn bán, nhưng mà các thi đóng cửa các thi đi bán, các thi nghỉ nếu mà hết giờ của bánh tráng trộn thì các thi đi bán phục vụ cho mọi người vậy thôi, có gì đâu, bình thường đúng không? Ê Lưu đi hát quên, trời ơi đi bán. Thí dụ mà bánh tráng trộn đi ba đóng cửa sau 22 giờ khuya thì các thi đi diễn. Thật sự nha, tình thương của khán giả cũng là tình thương, giống như nhiều khi khán giả tôi thương mình nó giống như là cha mẹ thương mình vậy đó, thiệt, cái này nói thiệt. Có nhiều khán giả tội nghiệp nha, ngày bữa có hai người Việt kiều Mỹ á chạy lại Thi ơi cho em tự nhiên cầm nguyên một xấp đô la mà hai đô một đô cho các thi một xấp vậy đó, được mấy chục đô á. Trời ơi tội nghiệp ghê không, mà lại ôm hung các thi rồi dễ thương lắm. Người ta thương mình là người ta vậy đó mọi người. Người ta nói khi thương cháu cũng tròn, khi ghét cháu một hộp cũng méo. Và đến khi người ta thương rồi á thì cái gì người ta cũng tốt với mình á. Còn đến khi người ta không thương mình, cái gì người ta cũng nói được, mình có đúng mình cũng thành sai à, nên là người ta không thương rồi. Nó là vậy đó mọi người. Cho nên mọi người biết không, mình không bao giờ mình cãi được với lại xã hội đâu. Kệ, giống như mình chỉ nhắm mắt mình nhắm mũi mình kệ đi, chứ mình làm được cái gì bây giờ đúng không? Mình cứ vui vẻ qua ngày đoạn tháng.
cứ mở mắt dậy có khách mình bán, còn bữa nào mới mắt dậy mà không có khách biết ế gì đó. Đúng không? Vui vẻ, lạc quan lên, tiền mình kiếm thì được, nhưng mà cuộc sống mà cái tuổi thanh xuân kiếm lại không có, không được đâu, nó quá hết trơn à. Đúng không? Đến khi mình về già mình nhìn lại những cái cách mình làm á, thì mình biết, mình mới biết mà mình làm tội hay không làm tội. Già rồi, người già thường thường người ta mới hồi tâm chuyển ý lại, người ta nhìn nhận về cuộc sống của người ta nhiều hơn. Còn mấy người trẻ thì họ háo thắng, họ thấy đứa này được, tôi phải được, thấy đứa kia được. Có nhiều người nói em dạy đời, em không có dạy đời nha, em đang nói chuyện chia sẻ mọi người á. Em nói về cuộc sống của em nói về cái cuộc đời của em thôi, chứ em không có dạy đời ai nghe. Em nói về cuộc sống của em thôi, em đang nói về bản thân của em nha mọi người nha. Mọi người đừng có hiểu lầm, nói em đang dạy đời tội nghiệp em à. Em chia sẻ thiệt á. Em tại vì hồi xưa em còn nhỏ em ở trong chùa, em ở trong chùa từ nhỏ đến lớn, cho nên đến khi mà cái gì mà đạo đức, nhưng cái đạo đức á thì em mới nói được. Xin chia sẻ với mọi người, thì mong muốn mọi người nhớ luôn luôn ủng hộ giùm cho Cát Thi. Và Cát Thi cũng nói với mọi người, khán giả như thế nào cũng là khán giả của Cát Thi. Người ghét hoặc là người thương đều là khán giả của Cát Thi hết. Thì Cát Thi cũng xin thay mặt Bánh Tráng Trộn Diva cảm ơn toàn thể mọi người đã ủng hộ cho Cát Thi trong thời gian vừa qua. Tuy là nghỉ 2 năm nghỉ dịch, nghỉ để mình điều chỉnh lại bản thân mình, thì Cát Thi cũng biết được cũng có nhiều khán giả rất là không hài lòng về mình, cũng có nhiều khán giả rất là thương mình và mong muốn mình trở lại. Thì Cát Thi hứa làm đợt này mình quay lại thì mình ít nhiều gì đó mình sẽ chỉnh chu và rõ ràng. Và riêng bản thân của Cát Thi cũng cảm ơn những bạn mà giống như là chưa hài lòng về Cát Thi mà bình luận tiêu cực á, thì Cát Thi cũng xin sửa đổi để cho mình có kinh nghiệm nhiều hơn, để phục vụ cho mấy em, để cho mấy em bây giờ là IT fan mà sau thời gian thì không còn IT fan nữa thì sao, đúng không? Cái đó cũng tùy duyên, nhiều khi cái duyên mình tới rồi mình làm chị em sao, đúng không? Cho nên thôi, người ta gọi vào chính bỏ ai lực, một bỏ chính lành hay là một chính lành chính bỏ gì đó, thì mình bỏ hết rồi bây giờ mình trở lại từ đầu để phục vụ cho bà con. Mong muốn bà con ủng hộ và chia sẻ giùm cho Bánh Tráng Trộn Diva, 402 đường An Dương Vương, phường 10, quận 8, tại Bánh Tráng Trộn Diva. Cảm ơn mọi người ủng hộ và chia sẻ. Nhớ là có rất là nhiều món nha mọi người nha.